khỏi là one hit. Có ai bắn nhà? Đó, nhưng mà tí thì lên đam. Đồ kia là một tiếng sắt sờ ba me. Đi lan với lại người ta, bạn hiểu không? Đi, bê ca đi. Hút cái lì gì ở đây hả? Hút ai mà hút cái lì gì ở đây? Đó, có đam rồi. 47 đam. Cùng chết á, hai máu quê một cục luôn. Quê nha. Xuống bóp với nó vậy. Ồ, hai thằng mà xếp hàng là tôi giết hai thằng rồi. Chết đi mày. Đúng rồi, 40 cái. Tao bấm vào đầu xuống. Thank you.
mày bố láo, dám flash lên bắn anh quá liều. Chết nè. À, cầm lá chắn à. À, được được được. Cầm lá chắn luôn. Tí nhiên bắn one hit hết. Khỏi lá để chắn nhỉ. Hai thằng giết nhau thôi. Này. Dày là đéo gì nhỉ? Bị điên à. Trời ơi, hai quy vô mồm. Chết ngay. Sợ chưa? Trời, thằng kia sợ hả thế. Để hộ. Chạy hộ. Miss button để chụp chạy nhanh. An enemy has been slain. Đâu thấy sao, bắn khốn không? Bắn mát sướng luôn. Này chúng mình chơi phá nhà đó, thằng phá nhà cho mà coi nè. Thích phá nhà không? Căng, anh về anh mua đồ đi rồi biết. Phá mà chạy nhà. Giúp cho bạn rầm rắn lên mây cái gì. Kệ luôn. Ôi, K2 đang bắn cái quỷ khốn. Phá nhà thôi, team mình có vẻ không ổn rồi. Team mình si đau á. Mày bố láo, bớt bố láo. Trả cái thằng Rai vào đây. Tuổi, xin cái tuổi luôn. Trời ơi, bắn không kịp. Kịp là chết rồi. Đúng rồi đấy. Chết mẹ rồi. Ai da.
Gan Lan tranh thủ quá ha. À đùi, nó rít à, nó phải đau chứ. Phải làm thêm quả cung xanh nó mới được. Quả thì nó thốn. Sẽ đam không phải dạng vừa. Cái gì? Đưa mặt ra đây. Bạc, bạc. Ờ, mặn lắm. Ờ, mặn lắm. Bạc. Đấy, mặn. Khá là mặn đấy. Trời ơi, one hit. Trời ơi, bắn nhà. Ha
Tôi đã đánh lộn anh hết. Thôi ơi, chịu gì nổi, MF. Trời ơi, nó tưởng MF yếu hả? MF của tôi đó. Like và share mạnh đi. Đấy, người ta cầm những cục